mu bàn chân trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây hiện các sắc tướng, dùng tất cả báu nguyệt diệm tạng, tỳ lô giá na, báu nhân đà la ni la để trang nghiêm, niệm niệm du hành các biển thế giới, phóng quang minh ma ni đèn hương rực rỡ, quang minh đó đẩy khắp tất cả pháp giới, đó là 93, chu vi bàn chân phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây phổ tạng, dùng kim cang báu nhân đà la ni la để trang nghiêm phóng quang minh báu đẩy khắp hư không trong đó thị hiện tất cả chư phật ngồi nơi đạo tràng tòa sư tử mani bảo vương đó là chín mươi bốn chu vi chân trái của như lai có tướng đại nhân tên là mây quang minh chiếu khắp pháp giới dùng hoa báu mani để trang nghiêm phóng đại quang minh đẩy khắp pháp giới bình đẳng một tướng trong đó thị hiện tất cả thần lực tự tại của chư Phật và các Bồ Tát. Dùng diệu âm rộng lớn diễn nói pháp môn, pháp giới vô tận, đó là 95. Đầu ngón chân phải của Như Lai, có tướng đại nhân tên là Mây Thị Hiện Trang Nghiêm rất đáng ưa thích. Dùng vàng thật diêm phù đàn thanh tịnh để trang nghiêm, phóng đại quang minh, đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, trong đó thị hiện tất cả chư Phật và các Bồ Tát vô tận biển Pháp có đủ thứ công đức và thần thông biến hóa đó là chín mươi sáu đầu ngón chân trái của như lai có tướng đại nhân tên là mây tất cả phật thần biến dùng bất tư nghì phật quang minh nguyệt diệm phổ hương ma ni bảo diệm luân để trang nghiêm phóng quang minh các sắc báu thanh tịnh đầy khắp tất cả các biển thế giới trong đó thị hiện tất cả chư phật và các bồ tát diễn nói tất cả biển pháp của chư phật đó là 97. phật tử tỳ lô giá na như lai có những tướng đại nhân như vậy nhiều như số hạt bụi mười biển thế giới hoa tạng mỗi mỗi phần thân có các tướng báu đẹp dùng để trang nghiêm